Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tây tháng 4 năm 2014 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 8 giờ tối cho tới 9 giờ tối. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Trong chương trình tối nay thì mình sẽ có cái thông tin liên quan tới cái visa lao động cho những người có bằng cấp đại học, đó là H1B. Rồi kế tiếp thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 5 năm 2014. Rồi sau đó xin mời quý vị gọi vào cho chương trình tối nay để cho quý vị có thể chuẩn bị số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Để mở đầu chương trình thì chúng ta có cái thông tin mới nhất liên quan tới cái visa lao động, đó là cái chương trình H1B. Thưa quý vị, mỗi một năm tài chính, chính phủ Hoa Kỳ có con số hạn chế cho cái visa lao động cho những người nào có cái bằng cấp cử nhân trở lên. Đó là cái chương trình visa H1B. Giả sử một em du học đây tốt nghiệp bằng cử nhân, giống như về kế toán, mà nếu mà có cơ sở bảo lãnh, thì em nó có thể lao động cho cái cơ sở đó và chuyển cái visa từ du học qua lao động. Thì cái visa đó có thể có giá trị tới 6 năm, mỗi thời gian là 3 năm, gia hạn thêm 3 năm là 6 năm. Thì cái đó là cái chương trình H1B. Nhưng mà mỗi năm nó hạn chế cho bằng cử nhân là 65.000. Còn những em nào có bằng hạt sĩ ở trong nước Hoa Kỳ thì có riêng con số là 20.000. Hiện tại bây giờ đó thì Sở Di trú cho phép nộp trước 6 tháng bắt đầu trước cái năm tài chính. Cho nên ngày 1 tây tháng 10 là đầu năm tài chính. Thì ngày 1 tây tháng 4 vừa qua, nghĩa là 2 tuần vừa qua, Sở Di trú đã nhận hồ sơ rồi. Mà trong cái thời gian chỉ có một tuần thôi thì Sở Di trú đã nhận gần tới 172.500 hồ sơ. Mà trong đó con số quy định chỉ có 65.000 cho bằng cử nhân, 20.000 cho bằng hạ sĩ. Cho nên vừa qua Sở Di trú đã bắt đầu cái thủ tục gọi là lottery, là rút thăm cho những người nào có thể rơi vào cái con số visa lao động. Thì cái kết quả đó thì mình ước lượng khoảng tháng 6 thì Sở Di trú sẽ có cho quý vị. Thưa quý vị, năm nay trong vòng chỉ có một tuần gần tới 172.500 hồ sơ xin lao động. Năm vừa rồi là 124.000. Trước đó, cái thời gian đợi chờ nó hết khoảng mấy tháng sau lận, chứ nó không có giống như là một tuần đã hết rồi. Cho nên khi mình thấy nó như vậy đó, thì rõ ràng cái kinh tế của nước Hoa Kỳ đang có cái sự phát triển lên. Cho nên giả sử trong cái thời điểm recession của năm 2009, 2010 và 2011, thì thường thường cái con số H1B đó trong vòng 1 tuần, 2 tuần không có hết, khoảng 3-4 tháng sau mới hết. Nhưng mà vừa năm vừa qua, thì trong thời gian ngắn ngủi chỉ có 1 tuần thôi là 124.000, năm nay 172.500. Cho nên khi mà những em được rút thăm vào cái chương trình H1B, thì em nó có thể lao động. Còn nếu mà em nó lao động cho những cái cơ sở gọi là non-profit, giống như những cái trường học, cơ quan nhà nước, thì người ta không có cái hạn chế con số visa cho những cái cơ quan non-profit hoặc là của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái thông tin liên quan tới cái visa lao động H1B cho những em có bằng cử nhân hoặc là bằng hạc sĩ ở trong nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, xin mời quý vị gọi vào cho chương trình tối nay. Số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Trước khi trả lời đường dây điện thoại cho quý vị thì có vài cái disclaimer cho quý vị. Đầu tiên là đây là một cái chương trình để cập nhật và cung cấp tất cả những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái mặt luật di trú và nhập tịch cho quý vị, chứ không phải là một cái chương trình thay thế được cái sự cố vấn của quý vị và trực tiếp với luật sư quý vị. Tốt nhất quý vị nên tham khảo trực tiếp với luật sư quý vị. Kế tiếp là xin mời quý vị gọi vào được rồi, vặn nhỏ cái TV xuống cho Tuấn biết tên và gọi từ thành phố nào, tại vì chương trình này được phát thanh hoặc được chiếu trong khoảng 6 cho tới 7 thành phố luôn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, nhà xin mời lên tiếng ạ. Hello, dạ chào luật sư ạ. Dạ vâng, chào cô ạ. Chào luật sư, tôi tên là Ngọc, tôi ở thành phố Houston. Dạ vâng, mời chị Ngọc. Chào luật sư. Tôi có một cái vấn đề về cái hồ sơ bảo trợ tài chính I-864. Thì cả nhà tôi thu nhập vào khoảng 50.000. Tôi có một chồng và ba đứa con. Năm ngoái tôi có ký bảo trợ cho một đứa em chồng với một đứa con của cái người em chồng đó sang đây rồi.
bây giờ thì ở bên đây có thêm một đứa cháu nó lấy chồng thì tôi muốn giúp nó. Thì tôi muốn hỏi luật sư là với cái thu nhập đó thì có đủ không? Với một cái nữa là nếu mà đứa cháu tôi nó có một cái tài sản riêng thì có dùng cái tài sản đó để bỏ vào trong cái hồ sơ Y-864 được không? Với lại một cái nữa đó là nếu mà cái tài sản đó là cái property ấy, thì mình phải dùng giấy tờ gì để chứng minh? Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi đây là đứa cháu nó phỏng vấn ở đâu? Là cái người mà được bảo lãnh phỏng vấn ở Mỹ hay là phỏng vấn ở bên Việt Nam? Phỏng vấn ở Mỹ. Dạ vâng, cho nên giả sử người ta đi du học rồi người ta kết hôn phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi tổng cộng nhà của cô mấy người vậy? Tôi thì có một chồng với ba đứa con, là nguyên một nhà là 5 người. 5 người, rồi năm vừa rồi cô bảo lãnh cho mấy người, 2 người hay là 3 người? Dạ 2 người. 2 người, cái đó là 7 người và bây giờ một cháu là 8 người. Ok. cho tôi hỏi chồng của cháu, chồng tương lai của cháu có đi làm hay không? Dạ không, chỉ là học sinh thôi. Dạ vâng. Ok, cảm ơn cô Ngọc rất là nhiều và bây giờ Tuấn sẽ cố gắng trả lời cho cô. Ok, cảm ơn. Dạ vâng. Chị Ngọc, đối với Tuấn, khi mà Tuấn nghe những cái câu hỏi này đó, thì cái quan tâm của Tuấn đầu tiên đó là cái chính là cái chứng cớ của hai em nó có đầy đủ để thuyết phục được cho nhân viên ở sở di trú đây là cái quan hệ là sự thật hay không. Tại vì những cái hồ sơ mà bị trục trặc á, nó không phải là vấn đề bảo trợ tài chính, mà những cái hồ sơ bị trục trặc là tại vì sở di trú không tin được cái quan hệ hoặc là không đủ cái chứng cớ để thuyết phục được cái quan hệ. Cho nên trở lại focus lại, mà cái chính mà Tuấn muốn nói với chị là coi chừng cái chứng cớ của hai em nó không có rõ ràng. Tại vì nếu mà không có rõ ràng, coi chừng chưa chắc đạt được cái phỏng vấn. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của chị là nếu mà trong nhà của chị là 5 người, trước đây bảo trợ cho 2 người là 7 người, bây giờ đồng bảo trợ cho một đứa cháu nữa là 8 người, thì căn cứ vào cái party guideline của năm 2014 á, thì cái số thu nhập đó nó phải trên 50.112 đồng. Đó, cho nên coi cái income của anh chị, của chị và chồng của chị nó có hơn 50.112 đồng hay không. Và nếu mà nó hơn rồi đó thì chị có thể đồng bảo trợ. Còn riêng biệt cái câu hỏi của chị liên quan tới cái vấn đề cháu nó có thể sử dụng về cái vấn đề tài sản của cháu để có thể giúp được về cái vấn đề bảo trợ tài chính hay không, thì cái câu trả lời là có thể được, nhưng mà có nên hay không là chuyện khác. Tại sao? Tại vì đây cái quan hệ là vợ chồng. Đó. Cho nên quan hệ vợ chồng, hai em du học mà tự nhiên em nó có tiền hoặc là không có thể chứng minh được cái tiền, thì nhiều khi cái tiền và cái tài sản đó nó lại đưa tới cái sự nghi ngờ là đây có cái vấn đề mua bán giúp đỡ cho nhau hay không. Cho nên cẩn thận cái đó. Đối với tôi đó, trở lại cái gì mà tôi nói, cái quan trọng là cái chứng cớ, cái thứ nhì, cái bảo trợ tài chính nó chỉ là con số thôi. Trên một đồng là đủ, dưới một đồng là thiếu. Cho nên thường thường nếu mà bị từ chối không phải là cái bảo trợ tài chính. Còn có nên sử dụng cái tài sản của người ta hay không, thì trong cái trường hợp này nên suy nghĩ lại. Tại vì cái câu chuyện, cái chứng cớ quan biệt, quen biết của hai em nó sẽ đưa tới cái sự nghi ngờ hay không. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Ok, số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, thưa luật sư Tuấn, em là Đạt, em ở Houston đó. Dạ vâng, mời anh Đạt ạ. Dạ, em có câu hỏi là bà già nhờ em mới bảo lãnh em gái là dưới 21 tuổi, mà bây giờ nó được 21 tuổi rồi, em đã đóng tiền visa, làm giấy tờ hết rồi. Bây giờ nó mới được 21 tuổi được mấy ngày á. Dạ, hồ sơ nó có việc hay là nó không việc gì anh? Giờ dạ, vâng. Sự tướng. Cho Tuấn hỏi anh một tí nha. Đây, má vợ của anh là chỉ có thẻ xanh thôi, bảo lãnh cho con trước đây độc thân. Dưới 21 tuổi phải dạ, không ạ? Dạ vâng. Dạ đúng rồi ạ. Ok. Hồ sơ này bác nộp hồi nào vậy? Dạ năm 2013, tháng 7. Ok, tháng 7 năm 2013. Dạ. Cho Tuấn trình bày sơ qua thôi. Tại vì đầu tiên nó không phải là hồ sơ của anh, trên cái chi tiết chưa chắc anh nắm rõ. Cái thứ nhì nữa đó, cái câu hỏi của anh nó liên quan tới cái đạo luật C-SPA. Cho nên đạo luật C-SPA thì nó khó để cho Tuấn giải thích. Nhưng mà
qua nhiều cái chương trình vừa qua đó, especially cái mùa hè năm vừa rồi đó, thì Tuấn nói rất là nhiều khi mà cái ưu tiên 2A nó nhảy như vậy. Cho nên hiện tại bây giờ ưu tiên 2A đó, nó có quyền phỏng vấn cho những người nào nộp hồ sơ trước ngày 8 tới tháng 9 năm 2013. Cho nên nếu mà hồ sơ của bác đó bảo lãnh cho em đó là tháng 7 năm 2013 thì có quyền phỏng vấn. Nhưng mà bây giờ em nó trên 21 tuổi rồi, thì cái câu hỏi của anh á, hoặc là của bác á, là cháu nó còn được giữ cái ưu tiên 2A hay không, hay là phải chuyển qua ưu tiên 2B. Thì coi lại cái hồ sơ này, nhưng mà phần trăm cao Tuấn đoán á, nếu mà mình sử dụng cái đạo luật C3 để mình cộng trừ đó, thì cháu nó được giữ cái ưu tiên 2A. Lý do tại sao? Tại vì cái visa của ưu tiên 2A của cháu nó là tháng 7 năm 2013, bây giờ nó là tháng 9 năm 2013, đang đứng yên vào cái thời điểm đó, mà cháu mới đây 21 tuổi thôi. Cho nên nếu mà cộng trừ thì cháu nó vẫn giữ được cái ưu tiên đó. Cho nên nếu mà hồ sơ tốt đẹp thì tôi nghĩ không bao lâu thì cháu nó được phỏng vấn. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô ạ. À, dạ em tên là Tracy, em ở Houston. Em dạ. Ở Houston, luật sư. Dạ vâng, mời chị Tracy ạ. Dạ, em có câu hỏi cũng giống như vừa rồi là mẹ em mới vừa qua được gần một năm. Bây giờ mẹ em cũng dự định là muốn bảo lãnh cho một bà chị em ở Việt Nam. Bà như vậy rồi, nhưng mà bà có hai đứa con. Một đứa là 16 tuổi và một đứa là 12 tuổi. Vậy thì khi mà lúc lượt chờ đi mà bảo lãnh á, thì đứa bé 16 tuổi có bị rớt lại như trong tình trạng là 21 tuổi không? Luật sư có thể giải thích trình em được không? Dạ vâng, bây giờ cháu nó bao nhiêu tuổi vậy chị? Hiện giờ là 16 tuổi, luật sư. Dạ vâng, ok. Tracy, ngoài cái câu hỏi này, cô còn câu hỏi gì khác nữa không ạ? Dạ không, có câu hỏi gì thôi. Dạ vâng, dạ. Cho Tuấn hỏi câu hỏi cuối cùng. Ở đây bà chị ở bên Việt Nam, gia đình làm gì và gia đình ở đâu, ở Sài Gòn hay ngoài tỉnh vậy? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Sài Gòn. Chị cũng buôn bán ở trong nhà vậy thôi. Dạ vâng, ok. Đối với tôi đó là mình không có biết được là cháu nó sau này được đi hay không. Lý do tại sao? Tại bây giờ thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân, ly dị là độc thân, nó là ưu tiên F2B. F2B bây giờ nó khoảng 8 năm, 9 năm, có thể từ 7 năm cho tới 8 năm. Cháu ngoại bây giờ là 16 tuổi, 7-8 năm là 22, 23, có thể 24 trở lên rồi. Mình không biết được đi hay không. Tại sao? Tại vì cái tuổi được ăn theo hay không á, là nó tính theo cái tuổi đạo luật CISPA là Child Status Protection Act. Cho nên vừa rồi đó, cái cách tính giống như cái câu hỏi của anh Đạt đó, là cái cộng trừ, nhưng mà đây hồ sơ chưa có nộp được nữa. Cho nên mình không biết là cháu được đi hay không. Giả sử cái câu hỏi của anh Đạt lúc nãy đó, là cháu nó bây giờ trên 21 có thể giữ được ưu tiên 2A không, thì đoán qua sơ qua thì được giữ. Còn đây đó, cái hồ sơ này chưa có làm, thời gian mình không biết nó bao lâu, thì nó khó nói. Tuấn chỉ có thể nói như thế này cho cô Tracy mà thôi. Ngoài cái con đường này, còn con đường gì khác cho người ta? Tại vì nếu mà người ta đã ly dị và ở Việt Nam người ta chỉ có buôn bán thôi, thì cái phần trăm được bao nhiêu được đi những cái diện khác, giả sử du lịch hoặc là du học. Cho nên phần trăm cao, cái con đường này là thực tế hơn. Cho nên nếu mà Tuấn thì nên nộp hồ sơ bảo lãnh theo ưu tiên F2B đi. Rồi cố gắng giữ cái tình trạng độc thân, nghĩa là mẹ cháu nó không được lập gia đình, cháu nó cũng không được lập gia đình. Rồi sau này bác có cố gắng vào quốc tịch thì maybe nó vẫn kịp để cho cháu được đi, cho dù lúc đó cháu nó trên 21 tuổi. À, cảm ơn chị Tracy rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello, chào luật sư. Dạ vâng. Tôi tên là Quý ở Houston. Dạ vâng, mời anh Quý ạ. Dạ, có hai câu hỏi cho luật sư là tôi có thể sanh muốn về Việt Nam cưới vợ thì thời gian bảo lãnh vợ là bao lâu, bác xin luật sư? Dạ vâng. Còn câu thứ hai đó là chị tôi bảo lãnh cho gia đình em tôi từ tháng 2 năm 2005. Và bây giờ người em tôi nó có đứa con đi du học bên đây, nó có quốc tịch. Nếu mà nó lãnh cho cha mẹ nó với đứa em của nó dưới 14 tuổi, 14 tuổi bây giờ 14 tuổi, thì có mau hơn không? Ok. Dạ. Anh Quý à, anh qua đây theo diện gì vậy anh Quý? Dạ,
chị em bảo lãnh đó, mà tôi qua được thẻ xanh là tôi chưa có thi quốc tịch. Dạ vâng, thôi cảm ơn anh quý rất là nhiều ha. Thưa anh quý ạ, cái câu hỏi của anh hai phần. Cái phần đầu tiên là của anh, rồi cái phần thứ nhì là đứa cháu của anh mà đã có quốc tịch mà muốn bảo lãnh cho ba mẹ cháu, mà ba mẹ cháu nó cũng có cái hồ sơ anh chị em từ năm 2005. Trong cái trường hợp này đó, đầu tiên mình muốn đề cập là cái vấn đề của anh. Thẻ xanh có quyền bảo lãnh cho vợ. Và hiện tại bây giờ đó, thì những cái hồ sơ này người ta có quyền phỏng vấn nếu mà hồ sơ hoàn tất và nộp trước ngày 8 tới tháng 9 năm 2013. Bây giờ là tháng 4 năm 2014, nếu mà anh làm 3 tháng nữa anh có hôn thú là tháng 7 năm 2014. Và nếu mà anh nộp hồ sơ đó thì Tuấn nghỉ khoảng 2 năm sau chị phỏng vấn. Cho nên anh có quyền bảo lãnh cho bà xã. Anh có quyền bảo lãnh cho bà xã cho dù anh chỉ có thẻ xanh thôi. Thời gian Tuấn ước lượng nó khoảng 2 năm. Okay. Còn riêng biệt cái hồ sơ của đứa cháu mà đã du học qua bên này, bây giờ có quốc tịch rồi, muốn bảo lãnh cho ba mẹ cháu, mà ba mẹ cháu nó có một đứa em, là có một đứa con mới 14 tuổi. Thì trong cái trường hợp này đó, nếu mà Tuấn á, thì Tuấn cứ để cho cháu nó bảo lãnh cho ba má cháu. Khi cháu nó bảo lãnh cho ba má cháu thì khoảng 12 tháng được qua thôi. Nhưng mà nếu mà cháu nó bảo lãnh cho em của cháu, cho dù lúc đó em nó 14 hay 15 tuổi đó, thì nó trên 12 năm. Cho nên khi ba má cháu nó qua được bên này thì sẽ quay lại bảo lãnh cho đứa em mới có 15 tuổi lúc đó thôi. Thì cái hồ sơ nó giống như tình trạng của anh là khoảng 2 năm mà thôi. Cho nên cái đó nó nhanh hơn là đợi chờ cái hồ sơ của người dì làm bảo lãnh năm 2005. Tại vì hồ sơ F4 bây giờ nó chỉ có tới tháng 12 năm 2001 thôi. Thời gian đợi chờ Tuấn nghĩ nó còn rất là lâu. Cho nên làm như vậy thì nó nhanh hơn. Cảm ơn quý rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. Hello, dạ, em chào luật sư ạ. Dạ vâng, chào cô ạ. Em tên là Tammy ở Houston. Dạ, em có câu hỏi cho luật sư là em làm giấy tờ bảo lãnh cho ba mẹ em bên Việt Nam. Nhưng mà lúc mà em gửi hồ sơ đi thì em quên bỏ cái giấy khai sinh của ba mẹ vô. Thì em muốn hỏi luật sư là bây giờ em có cái receipt rồi thì có nên gửi hồ sơ đi không, hay là đợi khi nào bên sở di trú yêu cầu thì mình mới gửi? Và nếu như mà mình gửi thì mình nên gửi về địa chỉ nào ạ? Dạ vâng, Tammy, đây là bảo lãnh cho cha và mẹ luôn phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, Tammy có làm hai bộ hồ sơ phải không ạ? Dạ hai bộ. Tammy có nộp cái giấy hôn thú của ba má không? Dạ có. Dạ vâng. Và những cái khai sinh của Tammy và ba má đúng cái thời hạn đăng ký hay không? Hay là đây những cái khai sinh đăng ký trễ hạn hết? Cái giấy kết hôn của ba mẹ thì là cái giấy mà nó đề là giấy cấp lại. Nhưng mà dạ vâng, cái ngày tháng năm sinh của ba mẹ thì vẫn đúng. Còn khai sinh của Tammy? Dạ, cũng đúng mà đầy đủ. Đây là khai sinh của Tammy, khai sinh mới làm lại phải không ạ? Đăng ký lại phải không? Dạ cấp lại luôn. Ok. Cảm ơn chị Tammy rất là nhiều. Đó là câu hỏi của chị Tammy ở thành phố Houston. Là chị đã nộp hồ sơ bảo lãnh cho ba má rồi, chị quên nộp cái khai sinh của ba má. Thì đầu tiên á, là đừng có nộp cái gì vào hết. Tại vì cái trung tâm của sở di trú nó rất là lớn. Cho nên khi mà nộp vào chưa chắc nó tới cái hồ sơ. Cho nên chị Tammy nên chờ cái sở di trú yêu cầu bổ túc. Đó. Tôi nghĩ trước sau thì sở di trú nó sẽ yêu cầu bổ túc thôi, vì hai lý do. Lý do đầu tiên là cái khai sinh của chị là đăng ký trễ hạn. Cho nên sở di trú sẽ yêu cầu giải thích tại sao đây là khai sinh đăng ký trễ hạn. Và chị cũng phải chuẩn bị những cái chứng cớ từ nhỏ tới lớn ở chung với ba má. Những cái học bạ, những cái hộ khẩu, nếu mà gia đình là đạo công giáo, sổ gia đình công giáo. Những cái hình ảnh để bổ túc cho người ta. Mà coi chừng nếu mà không có đầy đủ chứng cứ phải thử DNA đó. Còn cái lý do thứ nhì nữa là hồ sơ của cha. Thì trong cái hồ sơ của cha đó là con bảo lãnh cho cha, lúc nào mình cũng phải đề cập con trong giá thú với con ngoại giá thú. Cho nên nếu mà đây là cái giấy hôn thú của ông bà mới đăng ký lại hoặc mới làm lại thì phần trăm cao nó sẽ yêu cầu bổ túc đó.
Cho nên ý Tuấn muốn nói là cứ chờ để cho sở hữu chúng yêu cầu và tốt lúc đó nộp, không phải là cái khai sinh của ba má không, và nó sẽ yêu cầu một số giấy tờ khác nữa, tại vì cái khai sinh của cô đăng ký trẻ hạn và cái hôn thú của ba má mới làm lại. Cảm ơn cô Tammy rất là nhiều, và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin mời đi ạ. Hello? Dạ, mời cô ạ. Hello, xin lỗi, có phải tôi vậy? Dạ vâng, cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi cô. Ở luật sư, tôi tên là Loan ở Đà Lạt đó luật sư ạ. Dạ vâng, mời cô Loan trình bày đi. Ở Lạt, người em á, năm 2005. Năm nay nó sanh thêm đứa con nữa, giờ nó muốn bỏ xung thêm đứa con á, thì tôi phải làm sao luật sư? Dạ vâng. Ngoài câu hỏi này, cô còn câu hỏi gì khác cho Tuấn không cô Loan? À, đó tôi cái thằng và một con nữa là lúc tôi làm giấy bảo lãnh năm 2005 nó có một đứa con lúc đó 10 tuổi. Năm nay nó khoảng 15, 16 gì khi mà có giấy tờ kêu phỏng vấn khoảng 6, 7 năm, nó lúc đó trên 21 tuổi thì nó có được đi theo cha mẹ mất luật sư. Dạ vâng, hồ sơ này sở hữu chú đã được chấp thuận chưa? Dạ, được chấp thuận luật sư. Dạ, chấp thuận hồi nào vậy cô Loan? Chấp thuận năm 2007. Dạ vâng. Dạ, chấp thuận năm 2007 luật sư. Dạ vâng, cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Đó là câu hỏi của chị Loan ở thành phố Dallas liên quan tới hồ sơ bảo lãnh của anh chị em của chị Loan. Thưa chị Loan, tới đây mình hết thời giờ cho phần đầu của chương trình và Tuấn sẽ trả lời câu hỏi của chị trong phần 2 của chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi những cái cơ sở bảo trợ cho chương trình tối nay.